Đây em có lô đồng xu loại 50 cent, à ở phía trước nó có ghi là 1936, à 1936. Cái này là cái lọ xu này là theo thông tin em tìm hiểu là xu của Pháp, là hàng xưa, 1936 tới bây giờ là hàng xưa thôi chứ không phải đồ cổ. À, nói chung là trên thị trường người ta gọi là xu bạc, xu xưa, thì Kha Vương không quan tâm. Ở đây Kha Vương chủ yếu là người làm hàng sỉ, Kha Vương mua hàng được nên Kha Vương bán. À, khi Kha Vương mua là nó có những cái vết dơ như thế này, thì vết dơ như thế nào thì Kha Vương bán như thế đó. Anh chị em mua về thì chà rửa lại, đây mua xong thì bán vậy. Ở đây Kha Vương bán theo cái giá sỉ nên Kha Vương bán theo lô, Kha Vương không có bán lẻ một cái hai cái, Kha Vương bán nguyên lô. Một lô nó gồm có 20 xu như thế này, 20 xu là 300.000 đồng và cộng tiền ship. 20 xu nha là 300.000 đồng cộng tiền ship, tính ra là có 15.000 đồng một xu. Ở đây anh chị em mua là một lần 50 xu, 50 xu là 750.000 thì Kha Vương bao ship. À, anh chị em mua 100 xu à, thì Kha Vương sẽ giảm nhẹ nha. Anh em chị em mua 100 xu là 1.200.000 cộng tiền ship. Đó là Kha Vương xin thông báo cái mức 3 lần bán. 20 xu thì 300.000 cộng cước, mà 50 xu thì 750 em bao ship. Còn mua 100 xu thì 1.200.000 cộng tiền ship. Mua 100 xu thì tính ra có 12.000 đồng một xu. Đặc biệt ở đây em có bỏ sỉ cho những anh em kinh doanh ve chai, à, bán vỉa hè, bán chợ này nọ cái khác. Thì anh em kinh doanh ve chai, bán vỉa hè, bán chợ mà muốn nhập số lượng, ví dụ là lần 1 200 xu, 2 300 xu, 500 xu, 1000 xu đó, thì cứ liên hệ với em. Ở đây em còn có khoảng chừng là 2000 mấy xu. À, em mua bao nhiêu em nói bao nhiêu, chứ em không có ngại giấu số lượng đâu. Bởi vì người ta kêu buôn bán mình nói ra số lượng nhiều quá là khách kêu không phải đồ hiếm. Nhưng mình mua bao nhiêu mình nói bấy nhiêu chứ giấu làm đắt gì, đúng không? Mình bán rẻ là được. Đó là kết quan niệm và tính cách kinh doanh của Kha Vương. Còn anh chị em hỏi cái xu này có phải bằng bạc hay không thì Kha Vương chỉ trả lời một câu là Kha Vương không biết. Kha Vương chỉ biết một điều là khi anh chị em đẻ một cục 500 vào nó không có hít, còn khi Kha Vương mài ra thì Kha Vương thấy ánh vàng kim trắng. Đó là Kha Vương nói rõ, bởi vì Kha Vương phải tìm hiểu kỹ. Tất nhiên khi Kha Vương mua Kha Vương cũng phải thử, phải sắc không chứ, lỡ sắc gì em sao bán được. Nên Kha Vương đã thử rồi. Kha Vương 0814721262. Kha Vương cảm ơn.